Giai đoạn năm 1990 cho đến năm 1995 là một giai đoạn thuận lợi. Nhà nước là chủ trương khuyến khích các cái thành phần kinh tế khác ngoài quốc doanh. Và trong cái bối cảnh ấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà 1 là ra đời. Định hướng hoạt động và phát triển của công ty là tham gia thị trường cung cấp các sản phẩm về điện có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp Việt Nam. Những tủ điện đầu tiên do công ty tự thiết kế và sản xuất đã được cung cấp cho thị trường vào năm 1997. Năm 2000, công ty đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH. Trong năm này, hệ thống quản lý chất lượng của công ty đã được cấp chứng nhận ISO 9001:1994 trong thiết kế, sản xuất, lắp đặt và thương mại dịch vụ cho hệ thống tủ và trạm điện. Tháng 3 năm 2006, hoàn thành việc xây dựng 6.600m2 nhà xưởng và đầu tư mới dây chuyền sản xuất gia công tấm mỏng hiện đại. Công ty đã ký hợp đồng với hãng Siemens để trở thành đối tác sản xuất tủ bảng điện Sivacong loại 8PT Tile Stated tại Việt Nam. Sản phẩm Sivacong do EDH sản xuất đã ra mắt vào tháng 8 năm 2006, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật công nghệ làm tủ điện của công ty EDH tại thị trường Việt Nam. Với tủ Sivacong do EDH sản xuất, khách hàng được sử dụng những sản phẩm tủ điện công nghệ cao của Siemens với các dịch vụ nhanh chóng, linh hoạt và giá cả hợp lý tại Việt Nam. Năm 2007, ký hợp đồng là nhà phân phối chính thức sản phẩm công tơ điện của hãng Elster Anh Quốc tại Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu và được đào tạo, các kỹ sư của EDH đã triển khai thành công dự án cung cấp hệ thống điều khiển máy tính cho trạm biến áp 110 kV của nhà máy xi măng Hòa Phát. Năm 2009, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty đã quyết định triển khai ứng dụng hệ thống ERP, hệ thống quản trị doanh nghiệp và hệ thống quản trị của công ty EDH. Đây được xem là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể, hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế. Ứng dụng ERP không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng các giải pháp phần mềm quản lý, mà là một cuộc cách mạng làm thay đổi quy trình quản trị từ thủ công riêng lẻ sang mô hình tự động hóa tập trung. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, công ty EDH đã chính thức chuyển văn phòng về địa điểm lô số 2, CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Sau nhiều năm làm việc và nghiên cứu, Bộ Quy tắc ứng xử trong công ty EDH đã chính thức được ban hành và áp dụng từ tháng 1 năm 2015. Quy tắc ứng xử là cách thức để công ty EDH kinh doanh một cách phù hợp với mục tiêu phát triển cùng đất nước. Năm 2015 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty EDH, 15 tháng 7 năm 1995, 15 tháng 7 năm 2015. Những thành tựu nổi bật mà ban lãnh đạo và tập thể những người lao động trong công ty đã đạt được sau 20 năm. Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 1,2 tỷ đến 126 tỷ đồng. Doanh số ký được năm 2014 đạt trên 700 tỷ đồng. Tổng số nhân lực tính đến thời điểm hiện tại là 112 người. Sản phẩm của EDH có mặt tại khắp các vùng miền trong cả nước. Trong đó có nhiều công trình dự án tiêu biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế và chính trị, như cung cấp hệ thống tủ hạ thế Sivacong cho tòa nhà Quốc hội, tòa nhà Bộ Công an, trụ sở làm việc mới của Đài Truyền hình Việt Nam, cung cấp hệ thống điều khiển máy tính và tủ nhị thứ cho các trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh, trạm biến áp 500 kV Mông Dương, trạm biến áp 500 kV Duyên Hải. Hoạt động nhiều năm trên nhiều lĩnh vực từ hạ thế đến cao thế đã tạo cho EDH trở thành nhà cung cấp thiết bị điện có thương hiệu ở Việt Nam. Điều này cũng đã giúp EDH trở thành đối tác quan trọng của nhiều hãng thiết bị điện nổi tiếng như Siemens, ABB, Alstom, Schneider Electric, Toshiba, Elster. Trong suốt 20 năm qua, EDH đã tạo lập được giá trị tín nhiệm cao cho các đối tác, các khách hàng trong và ngoài nước. Trong đó, có nhiều đối tác khách hàng đã đồng hành liên tục trong suốt 20 năm và sẽ vẫn tiếp tục lựa chọn EDH là đối tác trong nhiều năm sau nữa. Vì khách hàng, vì trách nhiệm với đất nước, vì người lao động chính là đặc trưng văn hóa doanh nghiệp của EDH. Vì khách hàng, cung cấp các sản phẩm tốt nhất nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng là chính sách tồn tại và phát triển của công ty EDH, với trên 60% khách hàng quay trở lại hàng năm là minh chứng cho sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng dành cho EDH. Vì trách nhiệm với đất nước, với phương châm phát triển cùng đất nước, công ty EDH và từng thành viên trong công ty
luôn cố gắng để trở thành một công dân tốt, chấp hành luật thuế, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, về bình đẳng giới, an toàn lao động, vì người lao động, với chế độ quản lý xác định con người là trung tâm, người lao động tại EDH đã được hưởng những điều kiện lao động và chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội tốt nhất của công ty, như ngày nghỉ hưởng lương, được tăng lương hàng năm. Bên cạnh đó, người lao động cũng thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao do công ty tổ chức. Sự quan tâm của lãnh đạo công ty đối với người lao động bằng cái tâm của mình cũng như thông qua cái tổ chức công đoàn. Chính vì vậy, về khía cạnh này, công ty cổ phần EDH được đánh giá là điểm sáng trong quận Cầu Giấy, được khen thưởng tại thành phố cũng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 100% người lao động đến làm việc tại công ty phải được đào tạo với các hình thức và mức độ khác nhau, tự đào tạo nội bộ, đào tạo từ bên ngoài. Là một nhân viên lâu năm của công ty thì tôi cảm nhận rõ được cái môi trường lao động của công ty. Công ty có một cái môi trường lao động rất là tốt và thân thiện. Thì cá nhân tôi là một giám đốc kinh doanh có thâm niên, thì tôi được ban lãnh đạo công ty tin tưởng và tạo mọi điều kiện để cho tôi phát huy hết cái khả năng cá nhân của mình. Trên 70% người lao động của công ty đã từng được tham gia đào tạo chuyên môn hoặc tham gia hội thảo, tham quan tại nước ngoài. Tỷ lệ này sẽ được tăng qua từng năm làm việc. Với sự nỗ lực không ngừng, EDH đã được đánh giá là một trong những nhà sản xuất tủ điện hàng đầu của Việt Nam. EDH cùng với các thành viên của mình đã thực sự trở thành những công dân tốt, đã và đang phát triển bền vững.